Kính thưa đại chúng, chúng ta chỉ có 4 ngày để tu học với nhau thôi. Thành ra thì giờ rất là quý hóa, rất là quý báu. Chúng ta phải biết sử dụng thì giờ của chúng ta cho khéo léo. Chúng ta hãy để thì giờ để thực tập hơi thở, chánh niệm và bước chân chánh niệm. Khi mà đi thì đi cho thảnh thơi từng bước. Hãy nhìn vào các thầy, các sư cô. Và chúng ta sẽ thấy rằng các thầy, các sư cô đi từng bước thảnh thơi, tươi cười. Trong khi đi thì không có suy nghĩ, mà cũng không nói chuyện. Chỉ để ý tới từng bước chân, và mỗi bước chân đều có an lạc, đều có thảnh thơi, đều có hạnh phúc hết. Người tu là phải có khả năng chế tác an lạc, thảnh thơi trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở. Trong khi đi không có nói chuyện và không có suy nghĩ. Nếu cần nói cái gì phải dừng lại. Nói xong thì tiếp tục đi. Và chúng ta phải tuân thủ cái quy luật của khóa tu là chỉ nói trong những cái buổi pháp đàm thôi. Còn cố nhiên là khi mà huynh đệ bằng hữu gặp bữa nhau thì mình có cái khuynh hướng muốn chuyện trò, nhưng mà nếu mà chuyện trò nhiều quá thì đâu có thời giờ để mà thực tập hơi thở bước chân nữa. Cho nên chúng ta phải theo đúng cái quy luật là từ mấy giờ tới mấy giờ đó là không có nói, cái đó gọi là im lặng hùng tráng. Thì tối hôm nay thầy Pháp Đăng và sư cô Hiển Nghiêm, hai vị giáo thọ của Lặng Mai, sẽ hiến tặng cho quý vị một số những cái chỉ dẫn để quý vị có thể thưởng thức được một cách trọn vẹn cái thời gian chúng ta sống chung và thực tập chung với nhau. Và khi mà chúng ta biết thưởng thức một cách trọn vẹn cái thì giờ của chúng ta, thì chúng ta đạt tới những cái chuyển hóa và trị liệu mau chóng hơn. Mời thầy Pháp Đăng và sư cô Hiển Nghiêm. Sáng mai tôi sẽ gặp lại quý vị trong giờ ngồi thiền buổi sáng. Tối nay ngủ cho ngon, để sáng mai thầy trò mình sẽ thực tập cho giỏi. Nam mô Đức Bổn Sư Bục Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính thưa chư vị tôn đức cùng toàn thể đại chúng. Con biết hôm nay đại chúng mình đi đường có mệt không? Về tới Mộc Lan thấy có vui ha? Thấy thiền đường mình có đẹp ha? Xin đại chúng cho một hoa tay để mình mừng thiền đường của mình. Dạ, kính thưa đại chúng, ở trong đời sống hàng ngày của mình á, thông thường thì chúng ta rất là bận rộn. Vì những cái bận rộn đó cho nên chúng ta ít có cơ hội để trở về sống với giây phút hiện tại. Đôi khi chúng ta đang ngồi ở đây, ngay tại cái thiền đường này, cái thân của chúng ta ở đây, nhưng mà tâm chúng ta đang nghĩ về Houston, đang nghĩ về Baton Rouge, rồi đang nghĩ về những cái dự án, những công việc ở nhà. Đại chúng có đồng ý như vậy không? Đó, đó là cái thói quen mà thông thường chúng ta gặp phải, nhưng mà chúng ta ít có biết lắm. Cho nên chúng ta cứ để cho cái đời sống chúng ta cứ chạy theo những cái công việc. Chính vì vậy mà chúng ta ít có cơ hội để trở về với chính mình, nuôi dưỡng thân và tâm của mình. Trong cái khóa tu này, theo như chúng con biết là đại chúng sắp xếp thời gian rất là kỹ, cho nên mới có cơ hội trở về đây để cùng tham dự cái khóa tu với chủ đề là sức mạnh của tình thương.
Nếu chúng ta muốn phát triển tình thương ở trong mình, cái muốn của chúng ta rất là lớn mà chúng ta không có chịu thực tập để dừng lại, để nhìn sâu những cái gì trong thân và tâm của mình, thì e rằng cái tình thương đó chúng ta chỉ có trên cái ý niệm thôi mà ít có biểu hiện thực tế trong cái đời sống hàng ngày. Chính vì vậy mà Đức Thế Tôn thường nhắn nhủ quý thầy cũng như tất cả các đệ tử của Đức Thế Tôn là: này các thầy, các sư cô, các vị Phật tử, các con phải biết sống trở về với giây phút hiện tại, đừng có chạy về quá khứ, đừng có tưởng tới tương lai, hãy sống thật là sâu sắc ở trong cái giây phút hiện tại. Nhưng mà chúng ta muốn sống với giây phút hiện tại để đem thân và tâm trở về ngay cái giờ phút này, cái yếu tố đầu tiên đó là hơi thở. Thông thường thì Hiển Nghiêm nghe đây kia các vị Phật tử hay nói: sư ông Làng Mai đâu có giảng gì khác hơn đâu, khóa tu nào sư ông cũng giảng về hơi thở hết. Có phải vậy không thưa đại các vị? Các bác kia chắp tay kìa, chắc bác cũng lâu lâu cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thưa, là tự vì chúng ta không có chịu thực tập hơi thở thôi, cho nên chúng ta mới nói như vậy. Nhưng mà nếu khi chúng ta thực tập trở về với hơi thở từng giây từng phút trong cái đời sống hàng ngày, thì chúng ta sẽ thấy được cái hơi thở của chúng ta rất là mầu nhiệm, nó rất là gần gũi với chúng ta. Nhưng mà ấy vậy, chúng ta cứ để đó đi chơi, đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia, rồi khi mình nghe thầy mình giảng, sư ông mình giảng, thì mình lại có những cái suy nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta đã nhiều lần đánh mất cái cơ hội. Những cái gì mà gần gũi với chúng ta thì chúng ta không có bao giờ để tâm tới, mà chúng ta cứ nghĩ những cái gì rất là xa xôi. Đại chúng mình ở Việt Nam, mà nhất là ở nhà quê, mình có thấy cái con thằng lằn không? Các vị có biết vì sao con thằng lằn nó tắt lưỡi không? Dạ thưa, nó có câu chuyện như thế này. Có một cái ông đó, ông tên là ông Hống, mà ông giàu nhất ở trong cái làng đó. Ông có tất cả những cái củ quý, những cái vật mà rất là có giá trị. Và một hôm á, ông nói với những người dân ở trong làng đó: nếu ở trong cái làng này ai có những cái vật gì mà tôi không có đó, thì tôi sẽ bằng lòng trao nhượng hết cả cái gia tài này của tôi cho cái vị đó. Thì nhìn đi nhìn lại, cái làng này ai cũng nghèo hết. Người ta không có thể nào người ta có những cái vật mà nghĩ rằng là ông không có. Thì một hôm nọ, có một cái người nông dân đi tới nhà ông Hống và đem theo cái mẻ kho cá đi tới. Hỏi ông Hống rằng là: thưa ông, tôi nghe nói như vậy đó. Con nghe nói như vậy đó, cho nên hôm nay con tới đây. Và con có cái mẻ kho cá này, cho nên con không biết là ông có cái mẻ kho cá hay không. Thì khi mà ông Hống nghe cái người nông dân này nói như thế, thì ông nhìn đi nhìn lại trong căn nhà của mình đầy đủ những cái vật nó rất là có giá trị, nhưng mà cái mẻ kho cá không có. Cho nên ông phải đành lòng, quân tử nhất ngôn, cho nên ông phải trao gia tài cho ông người nông dân này. Và khi trao xong rồi, ông buồn quá. Ông buồn quá, ông tiếc của. Và ông chết. Ông chết thì ông biến thành con thằng lằn. Ông thành tắt lưỡi. Ông tiếc quá đó, cứ cả tắt miết. Thì cái câu chuyện ngụ ngôn nó như vậy, nhưng mà ý nó muốn nói cái gì? Là nói rằng ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta đó, hơi thở là một cái gì nó rất là quý giá. Nếu chúng ta có một hơi thở vào mà không có một hơi thở ra, thì mạng sống của chúng ta chấm dứt. Ấy vậy mà chúng ta không có để tâm. Rồi đôi khi mình còn có những cái nghĩ là rằng là không thở thì chết thì sao? Đúng thật là như vậy. Nhưng mà mình thở như thế nào để mình đem thực sự đem tâm trở về với thân, để làm cho mình lắng dịu trong cái tâm thân và tâm của mình. Đó là một cái
nghệ thuật vào một cái giá trị mà Đức Thế Tôn trao truyền cho chúng ta. Nếu mà chúng ta biết thở như vậy đó, thì chúng ta sẽ làm chủ được những cái cảm xúc trong cái đời sống hàng ngày khi chúng ta gặp phải những cái nghịch cảnh. Nếu không thì cuộc sống của chúng ta cứ bận rộn, cứ lo âu, cứ sợ hãi. Khi mà chúng ta thực tập giỏi, chúng ta khám phá ra rằng cái hơi thở là cái chiếc nôi mà đã nuôi dưỡng thân và tâm của chúng ta, thì chúng ta sẽ rất là trân quý trong cái đời sống hàng ngày. Chúng ta làm việc gì, chúng ta cũng có thể trở về với hơi thở của mình, chỉ thuần nhất để tâm tới hơi thở vào, hơi thở ra trong lúc chúng ta lái xe, mà chúng ta không có đánh mất cái cơ hội thở trong từng giây, từng phút của đời sống hàng ngày. Thì chúng ta làm được như vậy đó, thì chúng ta sẽ luôn luôn giữ gìn những cái gì quý giá nhất ở trong người chúng ta, để sau này chúng ta không có hối tiếc như cái câu chuyện ông hóng kia. Xin mời đại chúng ngồi thẳng lên, buông thư và đặt tay trên bụng mình, để tâm theo dõi hơi thở. Chỉ thấy rằng thở vào cái bụng mình phồng lên, thở ra cái bụng mình xẹp xuống, đừng suy nghĩ gì hết. Dạ thưa đại chúng, bắt đầu từ tối hôm nay, mong rằng đại chúng chúng ta luôn luôn hãy để tâm tới cái hơi thở trong lúc ngồi, trong lúc đi, trong lúc làm việc, trong lúc đi vệ sinh. Lúc nào mình cũng thắp sáng cái ý thức chánh niệm, đưa thân, đưa tâm của mình trở về với thân, để mà mình nuôi dưỡng cái sức khỏe, nuôi dưỡng cái ý thức đó trong cái khóa tu này. Có như vậy thì chúng ta mới có cái cơ hội để nhìn sâu được những cái khó khăn, những cái rối bời ở trong tâm chúng ta đang có, và chúng ta thấy được cái nguồn gốc của đó để chúng ta chuyển hóa. Chúng ta có một cái nhìn mới hơn thì chúng ta sẽ có khả năng làm lớn lên cái tình thương ngay ở trong cái khóa tu này. Và trong suốt cái thời gian của khóa tu, cái yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta nuôi dưỡng thân tâm đó là hơi thở và bước chân mà chúng ta mới vừa nghe sư ông cũng chỉ dạy cho chúng ta. Thì trong khóa tu này chúng ta sẽ có cùng nhau làm việc, cùng nhau giúp quý thầy, quý sư cô rửa nồi, rửa chén. Thì chúng ta cũng trong cái lúc làm việc chúng ta cũng thực tập như vậy. Và mình làm việc một cách yên lặng, khi cần trao đổi, chúng ta chỉ trao đổi những cái gì cần thiết. Tại vì trong cái lúc mà mình làm, mình rửa những cái nồi rất là to, mà mình còn nói to nữa đó, thì mình tiêu phí năng lượng của mình rất là nhiều. Cho nên chúng ta phải giữ gìn năng lượng bằng cách im lặng trở về. Trong lúc mình rửa cái nồi, mình biết mình đang rửa nồi, đó là thiền thưa đại chúng. Thiền không có cái gì mà cao xa cả, là chúng ta tập dừng lại và ý thức những cái gì chúng ta đang làm, đang sống trong cái giây phút hiện tại. Trong khóa tu của chúng ta có 350 thiền sinh tham dự, cùng quý thầy, quý sư cô nữa là gần 500. Cho nên những cái buổi ăn của mình sẽ xếp hàng rất là dài. Thì thông thường ở nhà các vị đã vội vã quen rồi, nấu ăn chưa xong là đã lọt đọt nghĩ tới cái này cái khác. Bây giờ mình gác hết tất cả lại một bên, và mình chỉ để tâm thực sự ở trong cái khóa tu này thôi. Thì khi mà chúng ta đứng xếp hàng chờ những người bạn đồng tu của mình đi trước để lấy thức ăn, thì chúng ta lấy cái đó là cái cơ hội chúng ta theo dõi hơi thở. Chúng ta biết rằng hạnh phúc quá, bây giờ mình không phải nấu ăn ở nhà, không phải làm ở công sở, có quý thầy, quý sư cô nấu ăn cho mình rồi. Cho nên đâu có còn phải lo gì nữa đâu, đứng đây thở cái đã, thở cho khỏe, thở cho nhẹ, thở vào, biết là đang thở vào, thở ra, mình biết là mình đang có mặt tại tu viện Mộc Lan. Mình cứ tập thở như vậy, và trong cái lúc mình thở, đôi khi có một cái tạp niệm nó xen vào, những cái suy nghĩ, cái gì đó nó đi vào trong đầu của mình, thì mình mỉm cười và trở về với hơi thở thôi, đừng có cho nó kéo mình đi xa.
Và mình cứ tập, tập từng chút như vậy, thì suốt thời gian của bốn khóa tu chúng ta sẽ duy trì được một cái năng lượng chánh niệm. Và cái năng lượng chánh niệm này chúng ta rời khóa tu đem về nhà để tiếp tục thực tập. Thì đó là cái vốn liếng, mà món quà lớn nhất mà mình mang về cho mình. Đừng để là trong khóa tu mình thực tập, rồi rời khỏi tu viện mình gửi lại hết cho quý thầy, quý sư cô Mộc Lan. Quý thầy không có nhận đâu, quý sư cô không nhận đâu. Cho nên các vị phải nhớ, phải hết lòng thực tập như vậy. Và trong cái quá trình thực tập, các vị đừng có vội. Các vị đừng có nghĩ rằng sao mà nghe quý thầy, quý sư cô giảng về hơi thở, thấy nó khỏe, nó nhẹ, nó đơn giản, sao mà con thực tập hoài thấy nó khó quá. Không. Tự vì khi mà cái tâm của mình á, nó lăng xăng thường xuyên rồi, và nó sống ở trong cái động, bây giờ mình đang tập tịnh, thì những cái lăng xăng đó nó vẫn còn ở trong mình. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái chìa khóa là chúng ta ý thức. Mỗi khi chúng ta ý thức đem thân an trụ, đem tâm an trụ nơi thân, đó là chánh niệm. Và chúng ta sẽ vun bồi cái chánh niệm đó. Bây giờ Hỷ Nghiêm xin hỏi đại chúng, là có một người họ cắt một cái bó hoa hồng đem vô trong cái chợ bán cá, thì cái mùi hoa hồng có còn không? Còn không? Có chắc không? Ai mạnh dạn nói trả lời nè, còn không? Có vị nói không. Nhưng mà thưa đại chúng, cái mùi hoa hồng nó vẫn còn, nhưng mà cái mùi hôi của cá nó lan tỏa, nó ôm lấy cái mùi hoa hồng, cho nên chúng ta không có thấy. Thì khi chúng ta thực tập chánh niệm cũng vậy, cái tâm của chúng ta mỗi khi lăng xăng mà chúng ta tập nhìn nhận diện được và chúng ta trở về với hơi thở, đó là chúng ta đã có chánh niệm rồi. Có chánh niệm cho nên chúng ta mới nhận diện được cái lăng xăng đó, phải không? Thì nếu chúng ta cứ tiếp tục có một cái niềm tin và cái sự tinh tấn thực tập, thì lâu ngày chúng ta sẽ vun bồi được cái nguồn năng lượng chánh niệm. Cũng giống như cái đóa hoa hồng kia cũng vậy, không bao giờ nó bị mất đi trong một cái khu chợ bán cá cả. Thì khi mà chúng ta đứng xếp hàng để khất thực, và nếu có một cái tâm niệm nó khởi lên, nó chạy đi về nhà, thì chúng ta chỉ mời tâm trở về nhà, trở về với thân trong cái giây phút hiện tại. Đừng có nôn nóng gì cả. Mình đừng có nói sao mà lâu quá, đói bụng quá. Đói bụng, biết đói bụng, trở về với hơi thở. Và khi tới phiên mình khất thực, thì đại chúng biết là hiện bây giờ ở trên thế giới, nhất là ở châu Phi, có nhiều người rất là đói. Mà ngay trên quê hương của mình cũng vậy, có nhiều người cũng rất là đói. Thì khi mà chúng ta đi khất thực, rồi chúng ta thấy rằng, nhìn thấy rằng là đây là cả một cái tình thương của quý thầy, quý sư cô nấu lên những cái món ăn này. Trong cái lúc nấu, tâm niệm của quý thầy, quý sư cô rất là lành. Rất là lành. Cái tình thương nó đã có mặt ở trong thức ăn. Và chúng ta thấy là những cái món ăn nào thích hợp với chúng ta thì chúng ta lấy vừa đủ sức. Đừng có bao giờ lấy nhiều quá rồi ăn không thích hợp mình đi bỏ. Mình cứ lấy bình thường, khi mà mình ăn chưa đủ no, sau 2 tiếng chuông mình có thể quay lại bàn mình khất thực thêm. Và khi chúng ta khất thực xong rồi thì đi về cái khu mà đã được quy định là cái rừng sồi đó, chúng ta ngồi xuống và đợi có 2 tiếng chuông, chúng ta cùng lắng nghe 3 tiếng chuông cùng lắng nghe 5 quán với nhau, rồi thực tập. Lúc đó chúng ta bắt đầu ăn cơm. Và trong suốt buổi ăn sáng, ăn cơm trưa, cơm chiều, chúng ta đều thực tập yên lặng để chúng ta thưởng thức những cái thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, công phu lao tác của tất cả mọi người và mọi loài đóng góp và tình thương của quý thầy, quý sư cô. Cho nên hôm nay chúng ta có những cái thức ăn lành này. Khi mà chúng ta ăn như vậy á, thì chúng ta ăn bằng cái tâm niệm thương yêu, trân quý và biết ơn. Thì cái thức ăn nó đi vào cái cơ thể của chúng ta, nó sẽ trở thành những cái chất dinh dưỡng nuôi lấy cơ thể. Còn như mà lúc chúng ta ăn, mà chúng ta còn ăn những cái buồn đau, những cái sợ hãi, những cái lo lắng, những cái trách móc, là chúng ta đang đem cái độc tố vào trong cái cơ thể chúng ta. Tuy là chúng ta ăn cái miếng đậu hũ,
cái miếng cà rốt, nhưng mà thực sự ra cái tâm niệm, cái ý niệm của chúng ta đang không có lành, cho nên chúng ta đã đem vào cái những cái độc tố đó thêm một lần nữa trong cơ thể. Thì khi chúng ta thực tập chánh niệm là chúng ta tập ăn như vậy, ăn từ từ, ăn thông thả. Mình có thể mình nhai 30 lần, rồi chúng ta đưa vào cái muỗng thức ăn khác, ăn như vậy để chúng ta nuôi lấy thân và tâm của chúng ta. Đó gọi là thiền ăn cơm. Chúng ta có thiền thở, có thiền ăn cơm, có thiền đứng. Dạ, thì khi chúng ta ăn cơm xong, sau 2 tiếng chuông thì chúng ta nhẹ nhàng đứng lên đi về cái khu vực rửa chén. Trong cái lúc rửa chén chúng ta cũng rửa trong yên lặng. Mình cùng thực tập với nhau yên lặng thì mình sẽ chế tác một cái nguồn năng lượng rất là hùng, sẽ ràng trải trong cái không gian này, và mình sẽ gửi cái năng lượng này tới tất cả người thương của mình. Trước hết là mình nuôi thân và tâm của mình, sau đó mình gửi tới những người thân đang ở nhà không có cơ hội đi khóa tu. Và chiều hôm nay Hỷ Nghiêm nghe các vị trong ban tổ chức cho biết là có một số vị các vị Phật tử nói rằng là rửa chén như thế này không có vệ sinh, cho nên chưa có hoan hỷ lắm. Nhưng mà xin thưa, tu viện có cái máy tẩy trùng, chúng ta rửa 4 thau nước như vậy là chỉ tráng sơ những cái thức ăn cho nó sạch cái dĩa, rồi sau đó cái máy tẩy trùng nước rất là nóng sẽ tẩy trùng hết tất cả những cái con vi khuẩn trong đó. Cho nên xin đại chúng yên tâm là mình đừng có sợ rằng là chén dĩa đó không có vệ sinh. Mình cứ an lòng để mà thưởng thức những thức ăn trong cái lúc mình ăn cơm. Đừng có nghĩ rằng là dĩa chén này không sạch rồi mình làm cho cái tâm của mình không hoan hỷ thì nó bị ngăn cách cái sự bình an và hạnh phúc đi. Dạ. Xin cảm ơn đại chúng, và phần còn lại Hỷ Nghiêm xin mời Thầy Pháp Đăng sẽ tiếp tục chia sẻ cho đại chúng. Con xin cảm ơn Thầy. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Con kính bạch sư ông, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Con xin tiếp tục chia sẻ với sư cô những phần còn lại. Và trước khi chia sẻ thì con xin kể một cái chuyện. Cái chuyện này con đọc ở đâu đó trong sách đó, là có một em đó nó mù, và mỗi ngày nó ra ngoài phố nó xin ăn, nó xin tiền, và nó ghi một tờ giấy là con bị mù, xin quý vị cho con. Thì có một cái ông đó, ông đi tới và thương nhỏ quá, ông bỏ vô $2. Và ông nhẹ nhẹ ông lấy tờ giấy đó, ông lật lại và ông ghi một hàng chữ khác. Và khi ông để lên đó thì người đi ngang qua đường ghé rất là nhiều, ghé lại rất là đông. Và thằng nhỏ này nó không biết ông ở đó ông viết cái gì mà người dừng lại cho nó rất nhiều tiền. Thì chiều lại ông trở về, sau khi ông đi làm trở về thì ông tưởng thăm nó có thử là sau khi mà ông thay đổi cái câu viết, câu nói đó thì nó có cái hiệu quả như thế nào. Thì ông tới thì thấy cái thùng mà nó xin tiền rất là nhiều. Thì em bé mới hỏi là có phải bác là hồi sáng là người viết cái tờ giấy hay không? Thì cái ông này, ông này giờ đúng như vậy đó. Bác viết cái câu gì mà người ta cho con nhiều tiền như vậy? Thì ông nói là bác viết cái câu cũng cùng ý với con nhưng mà nó hơi khác. Là bác viết cái câu gì? Thì ông nói là bác viết như thế này này. Ngày hôm nay trời đẹp lắm nhưng mà con không có thấy. Thì đứa bé thì viết là con bị mù, xin quý vị bà con thương và cho con. Nhưng mà ông viết cũng cùng cái ý đó, ông nói ngày hôm nay trời đẹp lắm nhưng mà con không có thể thấy được.
Thì câu này nó tác động tới cái tình thương của những người đi ngang. Với thêm nữa tác động tới cái sự tỉnh thức, cái sự sáng tỏ ở trong tâm thức của những người đi ngang, rằng là ngày hôm nay đẹp lắm. Và mình thấy tội nghiệp cho đứa nhỏ này, nó không thấy gì. Và mình rất là may mắn còn có đôi mắt. Cho nên muốn có sức mạnh tình thương thì trước hết cái tâm mình nó phải tỉnh thức, nó phải sáng lên. Cho nên muốn có sức mạnh thương yêu là phải thắp sáng cái tâm linh của mình trước, cái ngọn đèn tâm của mình. Và mình biết rằng là còn đôi mắt là rất là quý. Còn đôi mắt là mình có thể thấy được những cái màu xanh của thiên nhiên, của bầu trời. Mình thấy được những đám mây trắng bay. Mình thấy được những ngọn núi. Mình thấy được những người yêu thương của mình. Cho nên cái ý thức sáng tỏ, cái chú ý rằng mình còn đôi mắt là một sự tỉnh thức, là cái ngọn đèn tâm mà gọi là chánh niệm. Cho nên nền tảng của sự thực tập mà sư ông trao truyền cũng như buộc trao truyền lại là cái ngọn đèn tâm của mình, cái ánh sáng chánh niệm của mình. Cũng như cái phòng này, nếu có một thầy tắt hết đèn thì phòng nó tối lại. Mà cái phòng này nó sáng rực như vậy là nhờ có đèn. Thì tâm chúng ta cũng như vậy, hệ mà có đèn là có ánh sáng. Và đèn đây là đèn tâm. Đèn này là cái năng lượng chánh niệm, nó được thắp lên. Vì vậy cho nên mình tại khóa tu như sư cô vừa hướng dẫn là mỗi pháp môn thực tập để thắp lên cái ngọn đèn này. Hơi thở là một pháp môn thực tập, ăn cơm cũng là một pháp môn thực tập, rửa bát cũng là pháp môn thực tập. Và mục đích của nó là thắp lên cái ý thức sáng tỏ. Cũng như là cái ông thắp lên ý thức của tất cả mọi người đi ngang qua em bé mù đó, là ngày hôm nay đẹp lắm, nhưng mà tội nghiệp cho em bé là nó không thấy được, còn mình may mắn. Vì vậy những cái pháp môn ấy là nhiên liệu để thắp đèn, đèn tâm. Và chánh niệm cũng là có thể được ví như là một cuộc trở về với mình. Khi nào mà mình đi lang thang, tâm mình bỏ cái thân này đi chỗ này chỗ kia, suy nghĩ, hết suy nghĩ này qua suy nghĩ kia, hết lo chừng này chừng kia, thì mình đưa cái tâm nó trở về với thân cái, thì cái đó cũng là chánh niệm. Chánh niệm là trở về với chính mình, tìm lại chính mình. Thì lúc đó đèn tâm thắp sáng. Và tự nhiên mình thấy ngày hôm nay đẹp lắm. Bầu trời còn xanh, lá rừng còn lấp lạnh trên những giọt nắng chiều. Thế mình tự nhiên cái tỉnh thức nó bừng dậy. Và sư cô đã nói về thiền thở, thiền ăn, thiền làm việc. Thì con xin nói thêm về thiền ngồi. Bởi vì chúng ta sẽ ngồi thiền, chúng ta sẽ ngồi ăn cơm, chúng ta sẽ ngồi nghe pháp thoại. Vì vậy cho nên mình phải nắm vững cái kỹ thuật ngồi, ngồi thiền. Ngồi thiền nó có ba cái phần. Phần thứ nhất là mình phải điều cái thân mình. Mình ngồi, nhất là những người mới tới khóa tu, là mình phải ngồi cho đúng cái tư thế. Còn không, mình ngồi lâu rồi á mà không đúng tư thế thì nó sẽ đau lưng lắm. Nhất là đau cái lưng phần dưới này, này. Bởi vì nó cong. Nó cong cho nên nó đè lên những cái sợi dây thần kinh hai bên dọc xương sống của mình. Và ngồi lâu như vậy thì đau lưng. Vì vậy cho nên cái thể ngồi nó là cái quan trọng đầu tiên của tòa thiền. Ngồi sao mà cái lưng mình nó, cái sống lưng mình nó trở về lại cái trạng thái tự nhiên, giống khi mình đứng và mình nằm như đó. Là không được cong như thế này, không được cong cong vo như thế này, mà nó phải trở về cái trạng thái tự nhiên. Những cái đốt xương
nó trở về từ thiên, những cái cơ bắp hai bên nó được thư giãn hoàn toàn. Vì vậy từ đấy, từ cái bụng của mình trở lên là thân mình nó nhẹ. Còn mình ngồi mà cong lưng hoặc là nghiêng á, thì nó nặng nặng. Nó có cái gì nặng nặng trên cơ thể mình. Ngồi mà đúng á, thì tất cả những cái trọng lượng của thân thể mình nó đi xuống ngay dưới, thẳng ở ngoài trong trung tâm đó. Nó còn nghiêng qua bên này. Nghiêng như vậy ngồi sẽ đau lắm. Đó là điều thân. Mình có thể ngồi kiết da thể của hoa sen, tức là hai chân chéo nhau, hoặc là ngồi bản già, hoặc là ngồi để hai chân từ trước được. Không cần kiết da mà cũng cần bản già nếu mình chưa quen. Mà vì nào thầy ngồi ở dưới cái bộ đoàn này mà thầy khó khăn thì cũng có thể ngồi trên ghế được. Tức là cái thể ngồi làm sao cho thoải mái và bớt đau nhất. Ngồi mà kiệt già với bản già thì nên có cái gối, để cho khi mình ngồi trên gối thì hai cái đầu gối của mình nhìn dí xuống đất á, nếu như có cái bếp ba chân á, hoặc là cái trù mà có ba chân á. Và nó làm cho cái thể ngồi mình vững, không nghiêng qua này, không nghiêng qua bên này, hoặc là không ngã ra. Ba chân thì nó giúp cho cái thân mình thẳng như thế này, thẳng nhưng mà thư giãn, buông thư hai sống lưng, buông thư hai bờ vai, buông thư cổ của mình. Đó. Và ngồi đúng thế thì năng lượng trong cơ thể mình nó lưu chuyển, máu huyết nó được lưu chuyển, những thần kinh không bị chèn ép bởi cái thể ngồi nghiêng ngả của mình. Việc thứ hai của ngồi thiền là mình điều hơi thở. Mình thở một cách tự nhiên, một cách nhẹ nhàng, không có rạng hơi thở quá, không có ép hơi thở quá, không có kéo dài quá, mà thở một cách tự nhiên. Thở nhẹ nhẹ, chú tâm vào hơi thở và ở cái bụng của mình đó. Thì khi thở vào bụng lên, thở ra cái bụng xẹp xuống. Thở từ từ vậy. Vì nào mà thở bụng được rất là tốt. Bởi vì khi mà thở bụng được á, thì mình đưa được rất nhiều dưỡng khí vào trong cơ thể mình. Và khi mình thở ra thì mình sẽ đưa ra hết những cái thang khí, những cái căng thẳng, những cái mệt mỏi trong cơ thể đi ra ngoài. Cho nên thở bụng là một cái phép mà sư ông thường hay hướng dẫn cho các thầy, các sư cô, Phật tử. Gọi là abdomen breathing. Mình chú ý ở cái huyệt đan điền khoảng chừng giữa lỗ rụng. Và mình thấy thở vào, bụng đi lên từ 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 từ. Thở ra, bụng chẹp xuống. Và chú ý ở đây thì nó giữ trữ năng lượng. Bởi vì mình cái óc của mình nó tiêu thụ gần 20% năng lượng. Cái bộ não mình đó. Vì vậy mình đưa cái sự chú ý xuống bụng thì mình giữ trữ được năng lượng. Cho nên các cái pháp môn giống như là tai chi hoặc là khí công nó đều chú ý ở bụng hết. Nó giữ trữ năng lượng. Và nó giúp cho khi mình thở sâu như vậy thì nó thông huyệt mạch, thông kinh mạch của mình. Và điều quan trọng là hơi thở giúp cho mình thắp lên cái ánh sáng ở trong tâm. Tự nhiên những dòng suy nghĩ nó dừng lại và mình chỉ còn lại thở thôi. Mà thở giống như là bật cái đèn lên vậy đó. Nhiên liệu, thở là nhiên liệu, thắp lên ngọn đèn. Tự nhiên mình biết mình đang thở. Cũng như em bé đó là bị mù và em bé nhắc cho mình là phải nhớ rằng đôi mắt còn sáng là rất là quý. Thì hơi thở nó nhắc cho mình, thắp cho mình cái ánh sáng là mình đang còn sống. Mình đang thở, mình đang sáng suốt đây, mình đang tỉnh thức. Cho nên cái pháp môn mà Đức Thế Tôn dạy cũng như sư ông truyền đạt á, là nó rất là đơn giản. Giác ngộ không phải là chuyện xa vời. Giác ngộ là cái biết, cái ý thức sáng tỏ, cái chánh niệm rằng mình còn đôi mắt sáng. Và mình phải biết quý cái đó. Hôm nay sư em Pháp Hữu á, có đem xuống cho con một cái bức
thư pháp mà ông tặng cho con. Trong, trong bức thư pháp đó sẽ ông ghi là breathing in, I enjoy my breathing in. Thì dịch ra thì ông có đề bốn chữ là tặng thầy pháp đăng. Thì dịch ra là thở vào, con thưởng thức cái hơi thở của con đi. Nghĩa là ông nhắc nhở pháp đăng là bởi vì pháp đăng có một giai đoạn là bị ung thư gần chết, xém chết. Cho nên bây giờ còn sống, còn thở là còn sống. Mà còn sống là cái quý nhất, cái tinh thức nhất của một con người. Nhiều khi chúng ta khinh thường cái hơi thở, nhưng mà cái đơn giản nhất nó làm ra cái quý nhất là cái tinh thức, cái chánh niệm rằng là còn thở nghĩa là mình còn sống. Mà còn sống là cái quý báu nhất của một con người. Bởi vì những người, sư ông hay nói những người chết không thở được nữa. Thế nên sư ông hay nhắc là sư anh, sư ông hay thỉnh thoảng gọi là pháp đăng là bằng sư anh của các thầy, các sư cô, là sư anh phải nhớ cái giai đoạn bệnh tật nặng nề đó để mà nhớ trân quý sự sống. Cho nên cái chánh niệm là cái nền tảng của thực tập. Chánh niệm là giác ngộ chứ không phải là đi tìm giác ngộ. Vì nó là một cuộc trở về với mình. Vì nó là ngọn đèn tâm, nó được sáng lên những cái phòng này này. Và điều thứ ba của ngồi thiền là điều tâm. Tức là khi ngồi thiền mình không quỳnh lộn với cái tâm mình. Mình không có xua đuổi phiền não. Mình không có dẹp giặt đó gì hết á. Ngồi thiền là nhìn, nhìn cái dòng tâm tư của mình. Có nội suy nghĩ gì thì để cho nó đi ngang qua. Chỉ thấy nó, nhìn nó, nhận diện nó. Nhận diện là nhìn thấy cái mặt. Đây là nỗi buồn này, đây là hờn tủi này, đây là lo lắng này. Và khi nó đi ngang qua, mình bỏ mà mình trở về hơi thở. Giống như mình ngồi trên một cái bờ sông và mình nhìn dòng sông nó trôi ngang qua. Bao rác trôi ngang thì mình thấy đây là bao rác này. Cành cây trôi ngang qua, đây là cành cây này. Thì tâm ý mình là những bao rác, những cành cây, những ngọn lá. Và nó là một dòng sông tâm ý. Vì vậy khi mình ngồi thiền là mình cũng chừng đựng dòng sông. Mình không có nhảy vào dòng sông để mà ngập lụt ở trong nó, ngập chìm trong nó. Mà mình ngồi, mình thở. Và hơi thở ý thức, hơi thở chánh niệm là cái bờ tâm linh, như là mình được dựng lên để nhìn dòng sông tâm ý của mình. Người nào mà không thực tập thì dễ bị dòng tâm ý nó lôi lắm. Suy nghĩ miên man hết suy nghĩ này qua suy nghĩ nọ. Rồi lo mãi, lo hoài, dừng lại cũng được. Rồi buông phiền, rồi dần hơn, rồi trách móc, là những cái tâm hành nó lôi mình. Cho nên ngồi thiền là nhìn vào dòng sông của đời mình. Thấy mặt mũi từng cái, đây là bao rác này, đây là cành cây này, đây là cái lòng, đây là nỗi buồn này, đây là nỗi hờn tủi này. Đó, mình nhìn nhận nó, rồi mình buông cho nó trôi. Và tự nhiên từ từ, cái dòng tâm của mình nó bắt đầu nó thông đi, và nó chuyển đi những cái phiền muộn. Và cái quan trọng của ngôi thiền là thắp sáng chánh niệm. Biết rất rõ, thấy rất rõ những gì đang xảy ra trong dòng sông tâm ý, cảm thọ, suy tư. Và không cần phải đi tìm giác ngộ gì hết, bởi vì cái biết, cái thấy, cái chánh niệm đó là giác ngộ rồi. Giác ngộ dù nhỏ bé nhưng mà nó đã thắp lên rồi, đã lên đường đi về giác ngộ rồi. Cho nên cái tu tập mà theo pháp môn chánh niệm á, là nó thoải mái lắm. Bởi vì mình không tìm cầu cái gì nữa. Mình đã trở về với mình rồi thì không cần phải tìm cầu xin xỏ ai nữa. Mình trở về với hiện tại rồi thì mình có đầy đủ rồi. Mình đã thắp ánh sáng nội tâm rồi thì mình thấy đường đi rồi. Không cần phải xin xỏ hay là năn nỉ ai chỉ đường nữa. Mà mình chỉ thực tập thôi. Và cái pháp môn tới là nghe chuông. Khi mình nghe chuông, tiếng chuông những cái tiếng gọi của Đức Thầy Tôn gọi mình trở về. Cho nên những cái pháp môn là có cùng mục đích là đưa mình trở về.
tiếng chuông vang lên thì mình nương vào tiếng chuông, mình để cho tiếng chuông nó đi vào trong tâm thức của mình, nó xua tan đi những nỗi ưu phiền lo lắng và nó làm thanh tịnh lại tâm hồn của mình. Và quan trọng là nó thắp lên cái ý thức, cho nên phải để tiếng chuông vang dồi cho sâu trong tâm mình, phải nghe từ đầu tới cuối cái vang vọng của tiếng chuông đó thì tâm mình mới sáng đấng. Và khi có chánh niệm thì luôn luôn có chánh định. Chánh định là một sự chú tâm lâu dài bền bỉ bởi cái ánh sáng chánh niệm. Tự nhiên mình nghe tròn vẹn cái tiếng chuông nó. Còn nếu mà mình không thực tập thì mình nghe chút rồi tâm mình nó chạy nữa, nó lo chuyện khác, nó nghĩ về cái khác và mình đánh mất tiếng chuông. Tiếng chuông không còn khả năng tỉnh thức gọi mình trở về nữa. Cho nên nghe chuông là một cái pháp hành trì rất quan trọng ở trong các tu viện, và gọi là tiếng chuông tỉnh thức bởi vì nó giúp cho mình tỉnh dậy. Giống như đang ngủ miên man, mình bừng dậy một cái đó, đang suy nghĩ lo lắng đủ thứ chuyện, tự nhiên nghe tiếng chuông của sư cô là mình dừng lại, mình nghe hết lòng, nghe thật tha thiết, hòa đồng thành một với tiếng chuông. Thì lúc đó cái âm thanh của tiếng chuông nó mới có sức mạnh để đánh tan nó ưu phiền, đó là tiếng chuông tỉnh thức. Mình sẽ thực tập im lặng. Như sư ông nhắc nhở là khóa tu có mấy ngày thôi, 4 ngày thôi, cho nên phải trân quý từng ngày từng giờ. Khi nào cần thiết mình nói chuyện, còn không là mình giữ im lặng. Giữ im lặng để mình thở, giữ im lặng để mình đi, mình bước từng bước. Mình thở để mình thắp lên ánh sáng chánh niệm, mình đi để mình trở về với chính mình từng bước chân. Mình cảm được cái đức mẹ đang chuyên chở, đang yêu thương mình. Giống như em bé mù đó, nó không thấy được ngày đẹp, và bởi vì nó mù đôi mắt. Còn tất cả chúng ta đều có đôi mắt sáng, thì đôi mắt sáng đó nó tượng trưng cho cái ánh sáng chánh niệm. Những người mà thức niệm á, những người mà cái tâm cứ vòng đồng tán loạn thì giống như người mà không có đôi mắt vậy đó. Đi trong thiên nhiên đó, rất là mát mẻ nhưng không có cảm nhận gì hết. Đi trên đất mẹ cả suốt cuộc đời nhưng chưa bao giờ cảm thấy là mình gần gũi, mình tiếp xúc với đất mẹ. Cái tâm nó cứ bay bụng trên hư không, hoặc đi về quá khứ hoặc về tương lai. Cho nên khi mà mình thực tập im lặng á, để mình dùng tất cả sự thực tập chú tâm vào bước chân á, thì mình cảm được đất mẹ, gọi là thiền đi. Thiền đi là mỗi bước chân mình cảm được đất mẹ, một bước chân mình nghe được cái năng lượng mát mẻ của bãi cỏ xanh non. Nếu mình đi trên cỏ thì nó mềm mềm, mềm. Cái cảm giác á là nó mềm mềm, nó êm dịu. Mình đi trên đá thì nó lộp cộp. Cho nên cái cảm giác á, nó làm cho tâm mình nó nhảy cả, nhảy sáng hơn. Nó dừng lại đi cái dòng tư duy của mình, gọi là tiệt đi. Vì vậy cho nên tất cả những cái đời sống hàng ngày của mình đều dùng để mà làm phương tiện để thắp sáng nội tâm mình. Cho nên cái tu tập theo cái pháp môn chánh niệm mà sư ông trao truyền cho mình từ buộc đó, là một cái phương pháp rất là cụ thể, nó rất là đơn giản, nó còn ngay trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở. Từ cái ánh mắt mình nhìn, từ những cái lúc mình nhai cơm đó, thì cái sự xúc chạm giữa lưỡi và thức ăn cũng thắp lên ánh sáng. Quý vị để ý, khi mà muốn để ý tới sự xúc chạm ở lưỡi và thức ăn đó, thì cái óc mình bắt đầu chạy nữa, rồi bắt đầu gờn lên là chuyện này chuyện kia, như khi bàn luôn cả chuyện chính trị rồi nữa, chuyện thời sự rồi nữa. Cho nên mình đánh mất đi cái sự tỉnh thức chánh niệm đó. Cho nên mỗi cái dụng cụ, mỗi phương pháp nó đều có cái kỹ thuật của nó. Khi ăn là để ý nơi cái lưỡi á, sự xúc chạm giữa lưỡi với thức ăn. Khi đi là để ý nơi bước chân á, sự xúc chạm giữa lòng bàn chân và mặt đất. Còn nếu mình không thực tập như vậy thì tâm mình nó chạy liền. Còn như khi ngồi thì phải thở, và thở để ý ở bụng ta chắc ắc nhé.
Còn người không thở bùng được thì ít nhất cũng phải là theo dõi được hơi thở vào trong cái phổi mình. Và khi nghe chuông là tiếng chuông là quan trọng nhất. Tiếng chuông nó là đối tượng của thắp lên ánh sáng chánh niệm, của sự chú ý, chú tâm của mình. Cho nên chánh niệm nó có một sự chú tâm. Mình xin kể có chuyện này cho đại chúng nghe mà Đức Thế Tôn kể lại. Là có một người tự tội đó, người tu nhân đó, vua bắt được và vua nói là bây giờ những người phải mang cái bát này, cái bát dầu này mà nó đầy ấp dầu vậy, và đi qua phía bên kia tới ngay cái chỗ mà để mà chém đầu. Nếu mà những người bước từ đây tới đó với cái bát dầu này mà không giọt một cái giọt dầu ra ngoài bát là sẽ được ta tha cho người. Thì Đức Thế Tôn mới kể là quý thầy có nghĩ như thế nào? Cái người này có dám là để cho tâm ý mình chạy lung tung hay không? Mà cái chỗ đó là cái chỗ chờ búa và rất nhiều người tới để xem người ta lĩnh nó chém đầu những người tù tội. Thì Đức Thế Tôn nói là quý thầy có thấy là người tự tội này sẽ đi vào cõi chết nếu mà rơi ra một giọt dầu trong bạc. Cho nên người này phải chủ tâm rất là mạnh mẽ. Hầu như là cả tất cả sinh lực của người này là chủ tâm vào cái bạc dầu này. Bởi vì nó là bạc dầu cứu mạng. Thì khi mình thực tập chánh niệm vậy là cái sự chủ tâm mình nó cũng phải mạnh như vậy. Thì tâm mình mới dừng lại được. Cái tập khí này, cái suy tư này, cái phiền muộn, cái đau khổ nó mới dừng lại được. Cái khó nhất mà dừng là tập khí của mình này. Mình thường thường đa số là bị tập khí luôn. Ăn cũng nói, ăn cũng làm việc. Ngồi thì ngồi không yên, ngồi như ngồi trên lửa vậy. Ngồi chút là muốn đứng dậy, tìm cái này, làm cái kia. Cho nên cái tập khí, cái tâm của mình thật sự là nó làm cho mình lần đần, làm cho mình điêu đần. Suy nghĩ rất là nhiều, phiền muộn rất là nhiều. Rồi tới cái chuyện hờn dỗi cũng nhiều, trách móc cũng nhiều. Cho nên phải là như người tự tội vậy, tự tù đó, phải thắp lên cái ánh sáng chú tâm thật mạnh mẽ. Lúc ấy mình mới không có bị tản tâm đâu, không bị phóng tâm ra ngoài. Và nó không có đổ ra những cái giọt dầu. Mình dễ, đời mình nó bị rỉ ra những cái giọt dầu phiền não. Mình nói lỡ lời, mình làm vùng dài, mình làm khổ nhau, khổ chính mình, khổ người thương. Cho nên cái thực tập là cái nghệ thuật của mỗi chúng ta. Cái thực tập mà không phải dành cho các thầy, các sư cô. Bởi vì muốn bớt khổ với nỗi khổ thì chỉ có thực tập thôi. Mà muốn có cái sức mạnh tinh thương chỉ có là phải thắp lên cái ngọn đèn. Những cái chủ kia mà chủ ghi một câu thôi mà nó tác động rất nhiều tình thương cho những người đi ngang qua, cho cái chủ bẻ mù đó. Chỉ một câu thôi: ngày hôm nay trời đẹp lắm mà, nhưng mà con không thấy. Chứ ai đi ngang qua đọc cái câu đó cũng thương nhỏ đó. Là bởi vì họ được thắp lên cái ý thức rằng ngày hôm nay trời đẹp lắm, và mình rất là may mắn vẫn còn thấy bầu trời xanh đó, những đám mây, những cái bông hoa bằng lăng đang nở rồ hai bên đường, nở rồ trên đầu cái thằng bé trong cái đống này, nó không có thấy hết. Thật là tội nghiệp. Cho nên khóa tu này có tên là sức mạnh tình thương. Mà muốn thương được mình và người chung quanh là chỉ có thắp lên cái ngọn đèn ý thức, ngọn đèn chánh niệm, biết đây là những cái đau khổ đang có trong lòng mình này. Đây là những cái nỗi khổ trong người thương mình. Và những cái lời nói này sẽ làm cho người thương mình đau khổ. Những cử chỉ này, những ánh mắt này làm cho người khác sợ hãi, đau khổ. Thì mình bắt đầu mình chuyển từ từ. Mình chuyển cái nghiệp mắt, nghiệp nhìn, nghiệp nói, nghiệp hành xử của mình từ từ từ, để mình tạo ra cái sức mạnh yêu thương. Cho nên tình thương nó không phải là tự nhiên mà có được. Nó không thể là sức mạnh được nếu mà không thực tập.
thắp lên cái ngọn đèn chánh niệm. Ngọn đèn chánh niệm cũng có thể gọi là cái ngọn đèn tỉnh thức, mà mình thoát khỏi cái sự gọi là giấc mê mờ của mình. Khi mình đi trong nghiệp lực á, thì mình đi trong dòng mê mờ. Mình giống như mình đang đi trong một cơn mơ vậy đó, cơn mê. Còn khi tỉnh dậy rồi thì mình dừng lại nghiệp lực của mình. Mình không tào tác nữa. Mình không nói gây tổn thương cho nhau nữa. Mình không muốn trừng phạt nhau nữa. Mà bắt đầu thấy được nỗi khổ. Những người đi ngang qua thấy được cái nỗi khổ của em bé mù. Và những người đó xót thương cho nên họ muốn tới giúp cho em bé. Thì con xin chia sẻ như vậy lên Chư Tôn Đức cũng như các thầy, các sư cô và quý vị Phật tử. Tiếp với sư cô Hiện Nghiêm. Không biết sư cô thầy con thiếu cái gì nữa không? Sư cô đồng góp thêm. Đủ rồi hả? Sư cô nói như vậy đủ rồi. Cho nên hai anh em chúng con đã theo lệnh sư ông trình chia sẻ lại những cái gì chúng con học từ sư ông để cho đại chúng có một vài cái phương tiện thực tập, một vài cái cách để mình thực tập trong suốt khóa tu này. Và mình phải thực tập bằng trái tim tha thiết của mình. Bởi vì khi cái năng lực thực tập của đại chúng nó mạnh lắm, giống như những ngọn đèn này này. Nếu mà phòng này to nhưng mà một cái ngọn đèn thôi thì cái ánh sáng nó yếu lắm. Còn khi mà thắp nhiều ảnh ngọn đèn này thì cái ánh sáng của căn phòng nó sáng lên và mình thấy gỗ nó rực rỡ. Và đặc biệt là khi bước vô cái thiên đường này, mình nghe mùi thơm của gỗ. Mùi thơm của gỗ giống như là mùi thơm của rừng cây, mùi thơm của thiên nhiên, của Đức Mẹ. Vì vậy cho nên mỗi người thực tập là một cái ngọn đèn. Và chúng ta thắp đèn cho nhau. Trong khóa tu là hệ nhìn người kia là người ấy thực tập giúp cho mình thắp đèn của mình. Đèn chánh niệm thắp lên. Và mình cảm ơn người bạn đồng tu đã bước những bước chân như vậy. Đã ngồi ăn cơm im lặng được. Đã thở những hơi thở rất là nhẹ nhàng, rất là từ những âm thầm mà nó tỏa ra được cái năng lượng ánh sáng. Ánh sáng tâm linh tỏa ra năng lượng bình an, thanh thản. Con xin thay mặt sư em Hiện Nghiêm xin cảm tạ Chư Tôn Đức, các thầy, các sư cô đã kiên nhẫn nghe hai anh em chúng con chia sẻ hôm nay. Chúng con xin dừng lại đây bằng lắng nghe ba tiếng chuông.